Chào ngày mới tới tất cả cô chú chị khách hàng nhé. Em Thương lên sóng giao lưu cho cả nhà mình một cục gốc cà te trong ba, hay còn gọi là gõ đỏ nhé. Hàng mới về mọi người nhé. Cục đây là 85 kg, vẫn rất là ok mọi người nhé. Làm đôn đục béo các kiểu nhé. Phần bên đây là nó ép vào đá đây mọi người. Đây là ép vào đá. Ép vào đá nhắn thín nhé. Chất vân quá đẹp rồi. Ok rồi. Cục đây là có chiều cao này. Chiều cao là phần thấp nhất đây mọi người này, 49 phân. Thấp nhất là được 49. Mặt 43 43, 42 mọi người. Chất vân rất là đẹp, vẫn còn là ít rác tươi. Đây là nhắn thín người nhé, đây là ép vào đá. Vật cho mọi người xem cái đế nhé, đế thì càng đẹp. Đấy, đế này, đế đẹp như mơ. Đế là một chiều 40 này. 40 40, đế là 40 40. Chất vân quá đẹp luôn. Sụp xoắn này, hàng gốc. Cái này làm trụ bàn hay là đục tiện đều ok. Đấy, quý cô chú chị thiện chí với cục này liên hệ em nhé. 0338918991. Quá đẹp. Đây là một tí xíu vết cưa nhé, vào mất khoảng cỡ 5 ly, cưa nó bập. Cảm ơn mọi người rất nhiều đã xem video của em. Đây, cho các bác xem này, nhẵn thín này. Thế này nó vào mất 6 phân. Nói chung là đục hay làm đôn trụ đầu bàn đều vít. Quá đẹp luôn. Cái cục này xương ấy.